bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên OneWay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Sự thay đổi vốn là phần không thể thiếu của cuộc sống. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều chuyển biến không ngừng, mỗi giây, mỗi phút. Có những thay đổi xảy đến khiến chúng ta bật cười, nhưng cũng có những biến động bất ngờ khiến chúng ta bật khóc. Nhưng dù có bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, chúng ta sẽ cứ đứng vững an ninh khi biết rằng Chúa là đấng bất biến và Ngài có một món quà tuyệt vời đằng sau mỗi thay đổi trong cuộc đời chúng ta. Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề Vững vàng trong cuộc đời biến động. Cuộc sống là một chuỗi những thay đổi không ngừng. Mỗi ngày, chúng ta tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa để vượt qua những thử thách bất ngờ xảy đến trên hành trình. Có những lúc chúng ta reo vui, tạ ơn Chúa. Có những lúc chúng ta than vãn, Chúa ơi, con cần lắm một phép lạ. Nhưng cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, thì sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi, và chúng ta cần một đức tin vững chắc để đối mặt với điều đó. Gần đây, khi đang thờ phượng Chúa, tôi suy ngẫm về những biến động trong đời sống mình. Từ những khó khăn hàng ngày trong việc nuôi dạy hai đứa con thơ, đến những chuyển biến trong công việc và thế giới xung quanh, mọi thứ dường như đều thay đổi không ngừng. Khi suy ngẫm về tất cả những điều này, tôi cảm thấy dường như Chúa đang nhẹ nhàng đụng chạm tấm lòng tôi. Và suy cho cùng, mỗi thay đổi đều là một cơ hội mới mà Chúa ban cho cuộc đời tôi. Mỗi ngày, thậm chí mỗi giây, mỗi phút đều là một cơ hội mới để chúng ta nhận lãnh ơn phước Chúa ban. Mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng một món quà quý báu từ Chúa. Chỉ cần chúng ta sẵn lòng tìm kiếm, đó có thể là tiếng cười rộn ràng tại công ty, lời động viên ấm áp từ bạn bè, một cái vỗ vai khích lệ từ sếp, hay tiếng êm dịu Chúa yên ủi tấm lòng. Và đừng quên những niềm vui lớn lao khi bạn được thăng chức, khi con của bạn đạt điểm cao, khi bạn trở thành người hùng trong mắt các em thiếu nhi học lớp trường Chủ nhật, hay khi nhận được một món quà bất ngờ, khi cả nhà quây quần bên nhau không lo âu, và khi mọi người đều khỏe mạnh. Mỗi khoảnh khắc Chúa ban cho chúng ta, dù lớn hay nhỏ, đều là một phép màu đáng được trân trọng. Trong Malachi chương 3 câu 6, Chúa phán với chúng ta rằng: vì ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi. Thật an ninh biết bao khi được nghe điều đó. Dù cho cả vũ trụ chuyển lay, có một điều không bao giờ thay đổi: Đức Chúa Trời của chúng ta. Tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Lời Chúa đảm bảo với chúng ta rằng, cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa, biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề, để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, hai điều ấy, Đức Chúa Trời không thể nói dối, mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hy vọng đã đặt trước mặt mình. Hê-bơ-rơ chương 6 câu 17-18. Chúa đã hứa với bạn điều gì? Ngài đã hứa sẽ không bao giờ lìa xa hay bỏ rơi bạn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vì Đức Giê-hô-va không lìa con dân Chúa, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Thi Thiên thứ 94 câu 14. Chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Hê-bơ-rơ chương 13 câu 5. Hãy đón nhận mọi chuyển biến xảy đến trong cuộc sống. Chúng ta sẽ bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi nỗi sợ hãi. Hãy tin cậy nơi Chúa dù thế gian có đổi dời, vì biết rằng Ngài luôn sẵn lòng giúp đỡ, và Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một kế hoạch tràn đầy phước hạnh. Trong từng khoảnh khắc, chúng ta có thể nhận lãnh món quà Chúa ban nếu chúng ta mở lòng. Hãy chấp nhận sự thay đổi như một phần tất yếu của cuộc sống, để rồi trong mỗi khoảnh khắc ấy, bạn đều tìm thấy phước hạnh Chúa ban. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì Ngài hằng ở cùng con qua mọi thay đổi trong đời. Xin Chúa giúp con bước đi trong đức tin trên chặng đường đầy biến động, để con tìm thấy những món quà quý báu Chúa ban trên suốt hành trình của mình. Con xin dâng cuộc đời con trong cánh tay tế trị của Ngài từng giây, từng phút, vì con biết rằng Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, Chúng ta biết rằng mình không thể nào tránh khỏi những đổi thay, biến chuyển trong cuộc sống này. Nhưng cảm tạ Chúa vì chúng ta không đương đầu với mọi thứ trong đơn độc. Chúa đã hứa sẽ không lìa bỏ chúng ta, và nhờ sức Chúa mà chúng ta có thể bình an vượt qua mọi thử thách. Khi có Cha yêu dấu ở cùng, mỗi phút giây sẽ hóa thành một món quà vô giá. Mỗi thay đổi sẽ trở thành một nguồn phước thiêng liêng dành cho những ai tin cậy nơi Ngài. Một người bạn đường thân mật, một bạn đường yêu dấu, ở luôn bên cạnh tôi, sẽ chia bao buồn vui. Một người đầy lòng nhân từ, tràn đầy lòng thương xót, ở luôn bên cạnh tôi chính là Giê-xu. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê-xu. Luôn luôn bên cạnh tôi, Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giê-xu. Ngài làm ngừng trần ba đạo, Ngài làm ngừng cơn bão. Chúa đưa tay quyền năng giữ tôi trong bình an. Hồi gặp hoàn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ. Ở luôn bên cạnh tôi chính là Giê-xu. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê-xu. Luôn luôn bên cạnh tôi, Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giê-xu. Trọn đời là Chúa Giê-xu.